Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gally TV. Thì đây là video đầu tiên mà Gà upload sau khi mà đổi kênh từ First Day thành Gally TV. Sau đó thì Gà kiểu nói chung là vẫn hơi lạ đúng không? Tuy nhiên là hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng làm quen được với việc này. Thì như các bạn đã nhìn thấy như thế này thì sản phẩm mà Gà sẽ review trong video ngày hôm nay đó chính là Tên Tên. Đây là những em son đến từ hãng Kiss Your Skin của Việt Nam. Hay nói chung là bởi vì nó là KYS nên chúng ta có thể đọc ngắn là son Kiss thôi ha. Thì cái son này Gà thấy nó tương đối là lạ á, tại vì kiểu trước giờ thì Gà chưa nghe qua hãng này bao giờ và Gà cũng rất là ít khi sử dụng son của Việt Nam thực sự. Tuy nhiên là bởi vì những cái lời quảng cáo về em son này thì cực kỳ hấp dẫn luôn. Lúc mà đọc thông tin và xem trên YouTube thì người ta khẳng định là đây là son chiết xuất từ 92% sô cô la. Xong rồi kiểu wow. Trên bao bì thì nó cũng ghi rất là rõ là dùng để trang điểm hàng ngày, giúp tạo màu và dưỡng ẩm môi, mang đến cho bạn một đôi môi đầy đặn và mịn màng, có nghĩa là không làm khô môi. Và ngoài ra thì Gà thấy là nó còn có cái thông tin nữa là trong nếu mà mình sử dụng son này tầm khoảng 1 tháng á thì môi của mình nó sẽ bớt thâm, khử chì. Xong Gà kiểu wow, xài son mà không có chì, không làm thâm môi mình đã dậy môi còn được khử chì, xong rồi kiểu được khử thâm nữa. Xong Gà kiểu wow, có nghĩa là cái son này rất là thần kỳ. Nói chung là Gà thì cũng tò mò, cũng muốn thử đó. Không biết là son mà làm từ sô-cô-la thì cảm giác nó sẽ như thế nào đúng không? Và đặc biệt thì đây còn là một hãng son của Việt Nam nữa. Thì nếu mà nó thật sự ok thì chúng ta hãy ủng hộ nó, tại sao không đúng không? Mình phải ủng hộ cả những hãng mỹ phẩm của Việt Nam rồi nhiều thứ của Việt Nam nữa thì Việt Nam của mình mới tiến xa hơn được trên thị trường quốc tế. Nói chung là trong video này thì Gà không có nhận một đồng sponsor nào hết, nên tất cả những ý kiến mà Gà nói ra trong video ngày hôm nay thì đều là ý kiến chủ quan của Gà thôi. Có thể là đối một số bạn thì nó sẽ ok hơn, đối một số bạn thì sẽ không ok hơn, thì cái này là cũng tùy quan điểm mỗi người nữa. Ok, nói sơ qua về packaging nha, thì nói chung là như các bạn có thể thấy thì Gà đang cầm một cái hộp khá là chắc chắn ở trên tay. Thì Gà nhớ là cái son này nó tầm đâu tầm 250-255 nghìn gì đấy hoặc 225 nghìn gì đấy. Nói chung là cái mức giá thì nó sẽ tầm đó. Tuy nhiên là họ sẽ cho mình nguyên một cái hộp như thế này luôn, thì nhìn rất là sang và rất là thích hợp cho cái mùa lễ hội sắp tới á. Tại vì cái theme của nó là màu đỏ mà, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua để tặng người thân, tặng người yêu, tặng chồng, tặng vợ gì đó. Nói chung là tặng bất cứ ai chúng ta có thể tặng. Và đây là cái son của chúng ta nè. Cái packaging thì nói chung là cầm nhám nhám, rất là chắc tay, nhìn rất là cảm giác kiểu son Hàn Quốc á. Và cảm thấy là trong suốt nữa này thì mình có thể nhìn được màu son bên trong. Ở dưới thì có cái chữ crush, nhìn cũng đẹp. Ok, bây giờ Gà sẽ bắt đầu tới phần swatch son luôn nha. Nói chung là Gà đang rất là hứng thú để thử những cái son này lên mặt rồi. Thì bây giờ Gà sẽ zoom gần các bạn để các bạn có thể thấy được màu son kỹ hơn ha. Ok, cái màu đầu tiên Gà sẽ thử trên môi đó chính là màu 01, màu đỏ cam. Nghe cái tên thì rất là Việt Nam. Cái mùi, phải lấy ít son. Cái mùi của nó là mùi sô-cô-la. Mùi sô-cô-la mà thuộc dạng mùi sô-cô-la ngọt á, mùi hơi kẹo sô-cô-la một chút xíu. Về chất son á, thì cái màu 01 đỏ cam này là một cái màu rất là pigment. Khi mà Gà đưa lên môi thì chỉ cần một lần nhúng cọ thôi là Gà có thể đánh hoàn toàn cả cái môi của Gà rồi. Và các bạn có thể thấy là màu lên rất là đều. Một phần là cũng do môi của Gà nhỏ nữa. Gà nghĩ nếu mà bạn nào mà môi dày hơn thì chỉ cần 1.5 lần nhúng cọ tới 2 lần là có thể là đánh full môi luôn. Và về màu sắc thì đây là một cái màu rất là tươi. Nói chung là tươi chói lóa luôn. Gà đang tự nhìn vào màn hình camera và Gà cảm thấy là đây là cái màu rất là tươi, rất là hợp với cái váy Gà mặc hôm nay. Ôi trời ơi, lâu lắm rồi mà Gà mới đánh một cái màu đỏ tươi như vậy á. Xong Gà đang kiểu cảm giác tươi, nói chung là rất là tươi. Và ngoài ra thì nó có sắc cam nữa nên các bạn có thể thấy là khi mà đánh lên thì da sáng bừng bực. Thì nói chung là đây là một khỏi son rất là thích hợp cho những bạn mà để mặt mộc đánh son. Nhưng mà để mặt mộc á các bạn thì không có nghĩa là các bạn không cần phải make up gì hết. Các bạn vẫn có thể quất cái màu son này lên và nhìn da sẽ rất là sáng. Và nói thêm một điều nữa về chất son á, thì mới đầu lúc lên môi Gà thì nhìn nó hơi ẩm ẩm một chút xíu. Tuy nhiên là sau một khoảng thời gian thì nó có xu hướng là nó hơi xếp lại. Và nhìn nó rất là lì, nhìn nó không có bị bóng như lúc đầu mới đánh nữa. Và nói chung là không bị lộ vân môi rồi mọi thứ. Thì Gà cảm thấy là ui, Việt Nam mà làm được son như vậy thì rất là chất lượng luôn. Các bạn có thể thấy nè, cái hiệu ứng blur xung quanh viền môi á cũng rất là đẹp. Màu số 2 mà Gà có ở đây là màu đỏ lạnh. Pigment rất là tốt, pigment cực kỳ tốt.
Về cái màu số 2 này nè, thì mặc dù nói nó là màu đỏ lạnh, tuy nhiên khi mà Gà nhìn vào màn hình á, và cả khi Gà nhìn vào gương nữa, thì Gà thấy mà nó có xu hướng là một cái màu đỏ, và nó có ít base hồng á, các bạn hiểu không? Một màu đỏ mà nó đấy là đỏ nóng á, chứ không có lạnh. Thì không biết nói gì đó. Tuy nhiên là cái màu này nè, lúc mà mình đánh lên á, thì cũng như là cái màu lúc nãy, là nó, cái pigment của nó cực kỳ cao luôn. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy cái độ blur vì môi rồi rất là đẹp. Và pigment thì cái chất cũng y chang cái chất lúc nãy luôn. Có nghĩa là tới giờ thì hiện tại Gà thấy là cái chất son giữa các màu rất là đồng đều. Và cái màu này nè thì Gà cảm thấy là nó còn làm cho răng nè, da nè, mọi thứ nó sáng bừng bực hơn lúc nãy nữa. Thật sự luôn á, các bạn có thấy là lúc mà Gà vừa mới đánh lên nhìn Gà trắng lắm không? Nhìn Gà trắng cực luôn á. Đó, nó phối hợp rất là ok với lại là cái váy mà Gà mặc hôm nay á. Ui chà, nói chung là rất hay đó chứ, rất gì mà này nọ. Đó, khi mà mình dùng son đỏ mà da mình kiểu trắng trắng rồi tóc vàng vàng như Gà đó, thì mặc thêm một cái váy như vậy xong rồi mình nhìn ngây thơ mà đúng không? Nói chung là màu đỏ này đánh lên nó không có bị già, nhìn nó rất là Hàn Quốc, nhìn nó rất là trẻ luôn. Nên các bạn nào mà mấy cái màu đỏ mà làm cho cái mặt mình sáng rồi trẻ vậy thì có thể tham khảo màu số 01 và màu số 02. 01 là màu đỏ cam, màu này là màu đỏ đỏ lạnh. Và bây giờ thì Gà có màu số 4 là màu, ui, nó có cả tên tiếng Anh nữa các bạn. Trời ơi, bây giờ Gà mới để ý. Thì tên tiếng Anh của cây số 1 là Allure, cây số 2 là Sensual, và cây số 4 này là Innocence. Thì xin lỗi các bạn là có thể là Gà không có full bản màu á, tại vì Gà đã lựa những cái màu mà Gà cảm thấy là dễ dùng nhất để swatch cho video ngày hôm nay rồi. Đây là màu hồng cam. Cái màu hồng cam này nhìn nó cũng rất là hồng cam luôn á. Xin lỗi các bạn vì Gà liên tục nói những điều vô nghĩa, nhưng mà nói chung là đây là một cái màu hồng cam. Nói chung là nó hơi xu hướng neon chút xíu. Ái chà, cái hòn như thế này thì ok. Đầu tiên á, thì cái màu hồng cam này nè, bởi vì nó là màu hồng cam và nó có cái sắc nude ở trong đó nữa, nên nói chung là đây là một chất son nó hơi không đều. Nói chung là nó vẫn pigment, tuy nhiên là nó chỉ hơi không đều thôi. Và nói chung là bởi vì đây là son nhạc mà, nên nói chung là chuyện này cũng tha thứ được. Nãy giờ không biết là nói bao nhiêu từ, nói chung là nhiều đúng không? Thì nói chung là cái màu này nè, thì lúc mà lên mặt Gà thì các bạn có thể thấy là nó có xu hướng làm cho cái mặt Gà trở nên bợt đi một chút xíu đúng không? Có nghĩa là cái màu này chỉ hợp với những bạn mà da trắng rất trắng luôn á, là tầm tông mà 21-13 của Hàn Quốc á, thì mới nên sử dụng cái màu này. Ở đây cũng là một cái màu chung là nhẹ nhàng, dễ chịu, tự nhiên đánh lên thì nhìn rất là kiểu tiểu thư này nọ đúng không? Tuy nhiên là nó làm cho cái mặt Gà hơi bợt á. Tại vì hai cái màu trước thì nó kiểu pigment đậm, xong rồi nó kiểu làm cho mặt Gà sáng rực quen rồi á, nên cái màu này nó làm cho mặt Gà hơi bợt đúng không? Màu tiếp theo mà Gà có ở đây là màu 05, đây là màu character, màu kem cháy. Ok, màu kem cháy là một màu rất là trendy nè. Ở cái bảng son của Kiss Your Skin thì họ cũng đã update cả những cái màu mà nó trendy hơn, ví dụ như là màu kem cháy. Thì kem cháy là một cái sắc chung là cũng ok đó. Tùy cái sắc kem cháy của nó mà nó sẽ kén người dùng hay không. Hầu như là Gà thấy là màu kem cháy thì nó không có kén da, tuy nhiên nó sẽ kén men răng á. Tại vì thường thì kem cháy đánh lên thì nhìn nó cái răng mình nó bị kem kem á. Bạn có hiểu Gà nói không ta? Nói chung là thôi, nói chung là không hiểu thì cũng hiểu. Ui, cái sắc kem cháy này rất đẹp nha. Rất đẹp. Thì nói chung là để Gà phân tích một xíu cái sắc kem cháy của cây son này nha. Thì nói chung đây là một cái sắc kem cháy, nó rất là vừa giữa màu cam, màu nâu và cả các sắc tố khác nữa, nên lúc mà lên môi mình á thì nhìn nó vừa sáng da nè, nó vừa không kén men răng. Nó thì nếu mà các bạn chưa tìm được một cái sắc kem cháy mà nó hợp với các bạn, tại vì một số cây thì quá cam, một số cây thì quá vàng rồi này nọ, thì chắc chắn các bạn phải mua cây này. Đây là cây Character màu số 05 của son Kiss Your Skin. Chắc chắn phải mua cây này, nó rất đẹp luôn. Thật sự lúc mà Gà đánh lên Gà không tin được luôn ấy, kiểu có nghĩa là đây là lần đầu tiên mà Gà phát hiện ra một cái sắc kem cháy mà hợp với da Gà như vậy, nên
cực kỳ yêu thích. Nhất định các bạn phải mua cái này nha. Rất là đẹp luôn á. Trời, cái màu nè, cái màu này đánh lên thì thật sự là nó làm sáng sáng da và sáng răng, và làm cho mình có một cảm giác rất là tây tây á, rất là trendy á, nó không có bị Hàn Quốc quá. Thích màu này lắm, màu thích nhất luôn á. Màu tiếp theo mình có là màu aesthetic hả? Nhưng mà mình không biết cái từ này cho lắm, nhưng nói chung là đây là màu không xấu, và mô tả tiếng Việt của nó là màu hồng đất. Nói chung á, là cái sắc hồng đất này nè, nó là một cái sắc rất là kiểu đối với gà thôi nha. Tại vì gà là một đứa theo style Hàn Quốc, và gà make up da trắng, nên khi mà lên da gà thì nhìn nó sẽ khá là bợt. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào cái sắc tối da mà nó hơi ngăm ngăm một chút xíu, nó nằm tầm 23 đến 21 đó, thì đánh cái màu này nó sẽ không bị bợt như lên lúc lên mặt gà đâu. Tại vì gà có thể thấy được cái sắc đất trong cái cây son này rất là nhiều. Tuy nhiên là bởi vì như gà đã nói, bởi vì là da của gà đang make up theo cái kiểu mà trắng, và ngoài ra thì tóc gà nó vàng, nên lúc mà lên cái màu này nè thì nhìn nó rất là bợt. Tuy nhiên là về độ pigment nè thì nó cũng rất là ok. Cá nhân gà sẽ thích cái màu này hơn nếu mà trong cái màu này nó có thêm ánh đất. Tại vì cái ánh đất trong cái cây son này á, nó chưa đủ để điều tiết được cái make up trên mặt gà. Tiếp đến là màu 08, đây là màu Cherry Rush. Thì nghe cái màu này là biết ngay, đây là màu đỏ cherry, màu đỏ mà nó có pha một ít đen ở trong đó đó các bạn. Đó. Cái màu này á, là cái màu đỏ vampire hồi xưa đó các bạn. Nhưng các bạn có thể thấy thì đây là một cái màu đỏ rất là sexy đúng không? Lúc mà đánh lên thì nó sẽ cho mình một cảm giác rất là quyền lực. Nhìn nó còn quyền lực hơn cái màu đỏ lạnh lúc nãy nữa. Và khi mà gà đánh lên thì thật sự là cái độ pigment của nó cực kỳ ok luôn. Nó y chang như là hai cái cây đỏ lạnh với lại đỏ cam ban đầu vậy đó. Pigment cực kỳ tốt. Và cái màu này nè thì rất là thích hợp trong cái dịp lễ hội sắp tới, đặc biệt là những cái bạn ở những cái vùng lạnh như gà vậy đó. Thì mà khi mà các bạn dùng một cái loại màu son mà nó hơi đỏ mực như thế này thì lúc mà ra đường nhìn các bạn sẽ rất là deep á. Nhìn rất là phong cách retro, rất là vintage và rất là thích hợp. Kể với cái váy, không, thật sự là không thích hợp lắm với cái váy của ngày hôm nay. Có thể hôm nay nếu mà gà mặc một cái bộ nào đó nhìn nó tăng tối một chút, rồi nhìn nó trưởng thành hơn một chút thì sẽ hợp với cái màu này hơn. Tuy nhiên đây là cái màu gà cũng rất là thích. Và màu này sẽ thích hợp nếu mà các bạn make up đậm hơn chút xíu nha. Nói chung là không phải kiểu make up Hàn Quốc như thế này thì nó hơi chói. Tuy nhiên là nếu mà các bạn make up đậm hơn xíu thì màu này rất là đẹp. Rồi cuối cùng, một tất cả son cuối cùng, đây là màu Vibrant, màu hồng cam hồng đất. Sao gỡ cảm giác là sẽ không hợp với màu này lắm ta. Ôi, hợp, cho màu này hợp nha. Cái sắc son này thật sự rất lạ luôn á các bạn. Sao tới cây này gà lại khử mùi son, nghe nó không ngọt như là cây đầu tiên nữa ta. Tới lúc này thì gà lại khử mùi son, thì gà lại thấy là nó hơi có cái xu hướng là mùi sô-cô-la nguyên chất á, hơi đắng hơn chút xíu. Ban đầu thì gà nghĩ là cái sắc son này nó không hợp với gà, tuy nhiên mà lúc đánh lên thì gà lại cảm thấy wow, hợp lắm ấy. Kiểu nó là một chất cam đất, nó không có nhiều hồng, nó nhiều cam hơn, và nó sẽ tạo thành một cái màu cam đất mà nó hơi tươi sáng một chút xíu. Như các bạn thấy nè, nhìn nó rất là tự nhiên, nhìn nó rất là có cái sắc coral trong đó. Tuy nhiên là nó đất á, nên nó làm cho tổng thể của mình nó trầm xuống và nhìn rất là đẹp. Nói chung là ok đó chứ, ok phết. Thì cảm thấy là đây là một màu son ok, thích hợp để sử dụng trong những dịp hàng ngày. Ok, vậy là xong video swatch hết hình như là 7 màu cái bộ son Kiss Your Skin này. Thì đây là những review tổng quan của gà. Đầu tiên thì đây là một cây son giá thành không phải là quá rẻ, tại vì 200 mấy thì nó cao hơn hẳn so với mức giá của kiểu như là Black Rouge hay là những cây son Hàn Quốc khác. Tuy nhiên là về chất lượng á, thì phải công nhận là cái chất son này nè, gà cảm thấy là thấp hơn Black Rouge một chút xíu. Tại vì nó có cái độ bột nhẹ nhẹ các bạn, bột mà nó tán rất mịn luôn, nên lúc lên son nó có cái hiệu ứng blur rất là đẹp. Và ngoài ra thì cảm giác của nó ở trên môi thì nó cũng mềm hơn là Black Rouge, nó có một ít cảm giác dưỡng ẩm ấy, chung là rất là thích.
không phải là cảm giác nhẹ nhưng không đánh gì, tuy nhiên là cái cảm giác nó để lại trên môi của mình nó giống như là son dưỡng vậy đó, rất là ok. Và về bảng màu á thì Gà thấy là Gà hợp với rất là nhiều màu, chỉ có hai màu mà Gà không hợp lắm là cái màu hồng cam và cái màu hồng đất thôi. Ngoài ra thì tất cả các màu khác và đặc biệt là cái màu cam cháy, màu có 05 là màu Gà rất là thích. Okay. Thì link để mua son Gà sẽ để ở dưới description box. Nếu mà các bạn cảm thấy là có một cái màu nào đó phù hợp với các bạn thì click link ha. Ok, nói chung là video review Gà hôm nay đến là kết thúc rồi. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đây là combo của màu kem hồng đất và màu cam cháy. Rất là đẹp.